Rồi, hello anh em. Lại là mình đây, hôm nay mình lại lên sóng con quay lâu camera nữa. Sachi 206. Anh khách Đồng Nai đặt yêu cầu nha anh em. Đó, xe này mình dọn tới hơn 50 triệu luôn nha anh em. Anh em nhìn chất xe là anh em biết nè. Áo. Áo này mười mấy triệu một bộ nha. Đó. Kỹ từng chi tiết một. Máy móc sạch sẽ full 120 lòng lưỡi IC. Như xe thùng nha anh em, không khác gì đâu. Quay cận cảnh cho anh em xem nha. Như xe thùng ở con này mình quên, con này có đề nha. Nó đi cầm Viva, cầm Nhật, cầm Vin nha. Chứ không phải là cái cầm cái nút đề màu vàng 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 như mấy xe đáp kia nha anh em. Cầm này cầm Vin nha. Nút đề bắt buộc phải đi cầm này. Đồng hồ xé bịch. Ổ khóa Vin hai chìa. Xe giọng kỹ như xe thùng. Không khác gì hết. Coi dàn áo jean nha, áo jean đập thùng nha anh em. Đó, rất đẹp. Đó, con này lát nữa mình đi lên cái ba ga nó là y bài luôn. Một lát nữa anh khách đang ở Đồng Nai đang lên lấy. Một lát nữa là mình quay cuộc hành trình cho anh em xem, anh em mình giao xe con này cho anh khách nha. Cực kỳ dễ thương. Lên cọc mình là 40 triệu làm con xe. Làm xe xong nhận thêm mười mấy củ nha. Đây anh em. Xe có đề. Kỳ êm nha anh em. Xe chưa lai mà vậy nha, xe chưa lai nha anh em. Ở ngoài xe rất đẹp nha anh em. Đó. Rồi một lát nữa mình quay cho anh em giao xe cho anh em xong rồi mình làm chung lại clip này mình up lên cho anh em xem nha. Rồi chào anh em. Đấy, anh khách lên. Giao xe. Tay chạy test nha anh em. Rồi, đang test.
Có ok không? Khỏi 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 khỏi. Rồi đây, mở cốp đi. Đây, mình xe chia 206 giao cho anh em đồng hai đặt yêu cầu. Long Anh rồi, Long Anh luôn. Mình thích là rất là chịu chơi, á chơi con à. Okay.